phần này có thể tăng đưa lên xuống nha các bác, có thể tăng giảm chiều cao của quạt. Chân thì cố định, chân kiềng quả chân rất là cứng, cánh bung lông dòng rét quạt công nghiệp, gió thì em bao tóc mái nha. Đây này. Cách xa tầm tới chừng 5m điểm mát nè, nha, cách tầm 5m điểm mát rồi. Rồi 2018, điện dẫn 100V nữa đó, em không bao giờ đi.